Nghe mọi người nhá, đây là cái sản phẩm của mình ngày hôm nay. Những xe điều khiển bằng smartphone. Các bạn có thể điều khiển bằng cách nghiêng điện thoại lên trước, quay sau, sang trái, sang phải. Nghiêng ở đâu của xe nó sẽ đi theo các bạn như thế. Đây nhá, mình sẽ kết nối với điện thoại các bạn xem này. Rồi, kết nối này, Bluetooth này. Tiến này. Tiến đấy. Nối này. Ok chưa? Sang trái sang phải. Cái thiết bị này nó có hai cái hình thức để các bạn điều khiển. Một là hình thức dùng phím phím như kiểu như này, lên xuống sang trái sang phải bằng phím bấm. Hai là có tác bật nghiêng nắp giống như lúc nãy mình cho các bạn xem đấy. Như này. Nghiêng lên thì nó tiến này, nghiêng xuống lùi này. Đấy. Sang trái này, sang phải này. Đấy, nhìn chưa? Rất ok phải không các bạn? Các bạn cùng xem hết video để xem mình làm nói như thế nào nhé. Để làm chiếc xe này chúng ta cần chuẩn bị những cái vật dụng, những mạch như sau. Thứ nhất là một mạch Arduino Uno R3. Đây là mạch mình sử dụng chip dán nhé, chip dán CH340G. Tiếp theo là một module động cơ bước 298. Và cái tiếp theo nữa là một bộ thu phát Bluetooth. Bộ thu phát này là bộ thu phát HC06 nha. Motor và bánh. Cái này gồm có 4 cái nha, 4 cái motor, 4 cái bánh. Một bộ khung xe, cái này thì mình đã chuẩn bị sẵn trước rồi. Mình làm một tấm nhựa và khoan lỗ sẵn rồi. Đục sẵn lỗ để có thể lắp được công tắc. Cái vật dụng kèm theo nó là những cái dây cáp để có thể kết nối các bo mạch với nhau, cũng như là kết nối nguồn với bo mạch. Một bộ nguồn 12V và 5V. Cái này thì mình gộp chung thì là một chia. Ok, mình sẽ để các cái linh kiện như thế này. Với những cái bộ linh kiện này các bạn mua rất là rẻ thôi. Nó cũng không không quá là cao so với mua nguyên một cái chiếc xe như thế này. Giờ mình sẽ dùng keo lến cố định motor với bánh vào với cái tấm nhựa này. Ok, đây sau khi mình gắn động cơ bước vào thì sẽ như này. Theo là mình lắp các linh kiện khác vào thôi, như là công tắc này, các vo mạch lên trên tấm nhựa thôi.
Sau khi nó cố định xong, dây thì chúng ta tiến hành hàn thôi. Thứ nhất là hàn nguồn vào công tắc này. Cho đây là nguồn nguồn 5V các bạn nhá. Nguồn 5V. Đang đấu tắt đường nguồn 5V này. Nguồn 5V và nguồn 12V. Giữa nó là mát ạ. Bên tay phải các bạn là dương 5V, bên tay trái cái màn hình là dương 12V. Chúng ta phải đấu đúng cực nhá. Đấu sai này. Đi luôn cái mạch của các bạn đấy. Rồi tiếp theo thì ta đấu cái nguồn của motor vào hai cổng ra của đun động cơ bước.
đấu xong nguồn vào hai đầu ra của motor. Theo là ta cứ dùng jack kết nối module Bluetooth HC06 vào Arduino. Thì cái này thì các bạn nó có 4 chân. Chân VCC, chân mát, hai chân tín hiệu TX và RX đó. Các bạn cắm đúng chân nguồn nhá. Dương và dương, mát và mát. Ok, mình sẽ cắm chân này vào Arduino. Này đây, chân này là chân nguồn dương 5V này, đây là chân mát này, còn lại hai chân kia là hai chân tín hiệu này. Đây là chân TX của mô đun Bluetooth, thì nhầm nhầm chân này là chân RX thì ta cắm vào chân TX, và chân TX thì cắm vào chân RX nha. Đây là xong cái kết nối giữa module Bluetooth với Arduino. Theo là ta lấy nguồn nguồn từ từ bên động cơ bước 298 qua bên Arduino nhá. Các bạn cắm nhá vào VIN đấy, VIN là nguồn dương ạ. À, mát. Tiếp nữa là ta sẽ kết nối giữa bốn cái chân của động cơ bước với bốn cái chân tín hiệu trên Arduino. Tín hiệu của Arduino đưa ra động cơ bước thì sẽ điều khiển được cái motor của mình. Đây, bốn chân của động cơ bước đây. Cắm vào này. Bốn chân này thì mình sẽ kết nối với chân chân 3, chân 4, chân 5 này. Từ chân 3 đến 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 chân 7 nhá. À không không. Từ chân 4 đến chân 7 các bạn nhá. Cái sơ đồ kết nối như thế nào thì mình sẽ để cho phần mô tả nhá. Đầu tiên thì mình cứ cắm thế này đã. Như vậy là đã xong cái phần kết nối dây. Bây giờ chúng ta phải đi nạp code cho Arduino. Cái phần mềm Arduino với cả code thì mình có để dưới phần mô tả nhé. Đây mình sẽ tiến hành nạp cái code cho Arduino này. Cái việc nạp code này thì nó rất là dễ dàng thôi. Rất nhiều cái video nó chia sẻ YouTube, các bạn có thể tham khảo trên đấy.
Sau khi mà nạp code xong ấy thì ta vào điện thoại này, tải một cái phần mềm, đó là phần mềm Bluetooth Car này. Rồi, phần mềm đây. Thật ra cái phần mềm này thì mình đã tải về rồi. Phần mềm này nhá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn. Rồi, khi vào phần mềm nó sẽ như thế này. Mình lên trên điện thoại nhá. Bạn vào cài đặt này, khiến mình kết nối này. Hiện tại mình đã kết nối rồi. Thì kia, HC06 kia. Khi chưa kết nối thì cái kia nó màu đỏ các bạn nhá. Ở bên 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 góc trái màn hình đó, trên đấy. Như. Khi nào nó lên màu xanh ấy, thì nó mới là kết nối được. Ok, nó lên màu xanh rồi đấy. Thôi kết nối màu xanh này bây giờ chúng ta có thể điều khiển được thôi. Sang trái, sang phải, lên trên xuống dưới là tùy. Cái giao diện này nó còn ngoài ra còn giao diện khác. Đó, cái giao diện nó cái này từng như nghiêng điện thoại sang trái sang phải nên lên trước với sau thì nó cũng thể đều điều khiển được động cơ nhé. Mình nghĩ cái này là dễ hơn là cái vấn đề sử dụng điện thoại nghiêng trái nghiêng phải, thì mình dùng cái này là chủ yếu. Vậy là ok tất cả rồi đấy các bạn ạ. À, đây cái sản phẩm của mình đây, các bạn nhìn thấy không, đây là cái nguồn 5V mới thì cái của mình bị hỏng, mình nhớ mình mượn cái cục sạc đa năng của bà xã để mình cấp thẳng vào cái Arduino, nguồn 5V các bạn nhé. Đấy, vậy là ok rồi các bạn ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mọi người nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo mình làm nhé. Hy vọng những sản phẩm tiếp theo của mình sẽ thú vị hơn và hay hơn. Cảm ơn mọi người nhé.